con comida de rồi thả ra con khủng long đi, mình thả ra con khủng long đi nè, đó bắt con khủng long to nè. Cho nó chạy rồi, nó chạy rồi. Bắt nó chạy kim nhỏ, bà bắt con khủng long như kim nhỏ nè, quay mặt nó lại, đánh nó. Bắt.